Xin thông báo với toàn thể cô chú chị em thì ngày hôm nay ngày mùng 6 tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn, hôm nay nhà em chính thức khai xuân mở bán tất cả những mẫu xe dòng xe Kia từ K2700, K3000, k mươi K165 cho những cái mẫu xe dòng xe mới điện K250 và những cái mẫu xe dòng xe Linh. Và hôm nay sẽ là một chương trình thông báo cho anh em và lên sóng cho anh em một loạt những cái mẫu xe mới về để có thể cập nhật được tình hình giá cả hiện tại đầu xuân anh em nhé tiên về dòng xe tải nhẹ thì chúng ta có sự lựa chọn với những cái mẫu xe dọc xe Kia K2700 từ đời 2012 cho tới những cái mẫu đời 2014. Đây là những cái mẫu đời 14 đây, đang có đang những cái mẫu đời 14 rất là đẹp. Từ thùng bạc cho thùng kín nhá. Đây là trước mắt anh em là hai cái mẫu xe đời 2014 K2700 với tải trọng là 1 tấn 25. Hiện tại thì cái mức giá đang chia sẻ cho những cái mẫu xe dòng xe Kia K2700 đời 2014 nó đang ở mức giá đó là 190 triệu nhá, 190 triệu đồng. Đó, lên tới một phiên bản cao hơn thì chúng ta có sự lựa chọn về cái mẫu xe tải Kia K190 và Kia K125. À, đây là một cái mẫu xe Kia K190 mươi 2016 với tải trọng là 1 ,9 tấn 9. Mức giá đang chia sẻ cho anh em với mức giá đó là 235 triệu. Đó, 235 triệu đồng. Tiếp theo sẽ là những cái mẫu uh, à, dòng xe Kia K125. Kia K125 thì đó là một cái mẫu tải 1 ,25 tấn đủ. Nhá, 1 25 đủ nhé. 1 tấn 25 đủ. Hiện tại thì cái mức giá nó đang quanh quẩn của tầm trên 200 một chút thôi trên đây cho một chút với tải 1 tấn 25 đủ thùng dài lòn lòng 3 m 25 quay trong phía bên này thì em vẫn đang có rất là nhiều những cái mẫu xe dòng xe Kia K3000 và Kia K140 K165 đây là một cái mẫu xe Kia K140 đã 2014 tải một trọng 1 tấn tư với thùng dài lòn lòng là 3 mét rưỡi form xe của dòng xe Kia K140 và Kia k 150 nó gần như là giống y xỉ nhau khác mỗi là tải nhá theo mỗi tải thôi Cách tới thì là một cái mẫu xe dòng xe Kia K1 2016 biển mới về. Cũng đã có một cái video em review rất chi tiết rồi. Đấy, bên này cũng là những cái mẫu xe k 150 mới về này. Đó. Và bên trong đây thì có thể tham khảo thêm à đây, ra phía ngoài đi. Ra phía ngoài chúng ta có thể tham khảo thêm về những cái mẫu xe dòng xe Olin, dòng xe máy điện. Olin 3 tấn rưỡi, Olin 350 new, Olin 700, Olin S700. Rất là nhiều sự chọn nhá. Đây. Đây là một loạt những cái mẫu xe tải dòng xe tải 3 tấn rưỡi đây một loạt à, Đây là một cái mẫu đời 2021 Taco Olin S Olin 700 nhé Taco Olin 700 đời 2021 này Đấy Vào phía bên trong đây Thì đó là mẫu xe Olin 700 Cũng là đời 2021 luôn Cũng là một mẫu đời 2021 Đây một loạt đời 2021 này Và sâu hơn thì có biển 88 minh Phúc đây Thì là một cái mẫu xe Taco Olin S700 Đời 2022 nhé Đời 2022 à, Vẫn là một cái tải 3 tấn rưỡi form xe để form mới, để một cái mẫu xe form mới nhá. Và đó là ở phía ngoài, vào phía bên trong đây thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều sự lựa chọn nữa. Thùng kín này, mạt này, ga ca 3000 này, ca 140 này. Đó. Những cái mẫu xe dòng xe Ori 500B vừa rồi cũng vừa mới về một cái mẫu 500B đời 2016, lửa cuối đời 2016. Đây là đây là một cái form, form đời 2017 nhá, đầu 17. Đấy, cuối 17 Thì lỗi các bạn là cuối 16 nhá, một cái form cuối 16 nhá một cái mẫu form xe đầu 2016 các bác xin lỗi các bác là đây là một cái mẫu xe form đầu 16 thì hiện tại vẫn đang là có gương là gương một mảnh thôi chứ không phải gương hai mảnh đây bên trong là có rất là nhiều đây đó ok rất là nhiều sự lựa chọn